Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ 8 giờ sáng 26 tháng 1, tỉnh Yên Bái cho phép tiếp tục hoạt động trở lại đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke sau một thời gian dài tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19. Ngay trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Yên Bái rất phấn khởi và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay sau khi nhận được thông báo từ 8 giờ ngày 26 tháng 1, các cơ sở dịch vụ kinh doanh karaoke được phép hoạt động trở lại. Quán karaoke Bằng Lăng Tím 3 ở tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã tổng vệ sinh các phòng hát, chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay, khẩu trang để đảm bảo phục vụ khách. Ngày đầu tiên trở lại hoạt động thì sau một năm dịch phức tạp thì chúng tôi cũng rất là khó khăn. Và hôm nay chúng tôi cũng đã sửa sang lại nhà cửa rồi chuẩn bị âm thanh, vệ sinh nhà cửa để chuẩn bị kinh doanh trở lại. Cơ sở thì vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn, phun khử khuẩn rồi. Và chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn và có cả dụng cụ để đo thân nhiệt. Đấy, và khi mà khách đến đây hát thì chúng tôi cũng khuyến cáo là mặc dù là đi vui chơi giải trí nhưng mà cũng không quên cái công tác phòng chống dịch. Sau 7 tháng tạm dừng hoạt động, hôm nay quán karaoke Hoàng Gia ở tổ 5 phường Yên Thịnh đã tổ chức vệ sinh các phòng hát, phun khử khuẩn toàn bộ cơ sở kinh doanh, sửa chữa lại hệ thống âm thanh ánh sáng để phục vụ khách. Năm qua do dịch bệnh nên phải đóng cửa, vì vậy quán cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nay được mở lại, cơ sở luôn ý thức về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tất cả nhân viên đều được tiêm 2 đến 3 mũi vaccine, đồng thời yêu cầu khách hàng phải thực hiện các biện pháp 5K, đăng ký và sử dụng quét mã QR để đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch. Năm 2021, cửa hàng chúng tôi phải đóng cửa mất 7 tháng do tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp. Thì ngày 26 tháng 1 năm 2022, tỉnh Yên Bái có cho phép hoạt động trở lại và chúng tôi đang chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn để phòng chống, đảm bảo công tác phòng chống dịch để đảm bảo cho mọi người vui xuân đón Tết được an toàn. Còn tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Top One ở phường Yên Thịnh cũng tổ chức vệ sinh 9 phòng hát, bố trí khu vực rửa tay khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt. Nhân viên phục vụ phải tiêm đủ 2 mũi vaccine trở lên, đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian làm việc, đảm bảo khoảng cách với khách hàng. Chúng tôi cũng dọn dẹp và có các công tác phòng dịch như trang nước khử khuẩn, phun khử khuẩn toàn quán theo quy định của nhà nước, của tỉnh. Nay các nhân viên của tôi cũng có đầy đủ tiêm 2 mũi theo quy định để phòng chống dịch cũng như cho mình và cho mọi người. Để tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần nghị quyết số 128 của Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã điều chỉnh bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Theo đó, cho phép tiếp tục hoạt động trở lại đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Chỉ được phép hoạt động từ 8 giờ đến 23 giờ 59 phút, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Các cơ sở phải quản lý và rà soát khách hàng phải quét mã QR, tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên định kỳ tối thiểu 1 tuần 1 lần cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Hàng ngày thực hiện vệ sinh khử khuẩn phòng hát và các trang thiết bị để đảm bảo phòng dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị và thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định và chỉ cho phép hoạt động đối với cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện và kịp thời điều chỉnh hoạt động của các đơn vị phù hợp với cấp độ dịch của địa phương, cương quyết đóng cửa đối với các cơ sở vi phạm không đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19.